Nam Anh xin kính chào quý vị. Hôm nay chủ nhật 6 tháng 6 năm 2021, đến với VATV sáng nay gồm có phóng sự cộng đồng và tin y học. Để mở đầu, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi phóng sự lễ truyền chức cho hai thầy phó tế thuộc dòng Đạo Binh Chúa Kitô ngày 29 tháng 5 và lễ mở tay của Tân Linh Mục ngày 30 tháng 5 năm 2021 tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Atlanta. Chương trình do Bùi Văn Bằng thực hiện. Tôi Bùi Văn Bằng xin kính chào quý khán giả. Đối với người Công giáo đón nhận được niềm vui, đều dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn. Vâng, hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con hát người ca khen người. Đó là tâm tình tạ ơn. Họ đã cùng nhau dâng lên Thiên Chúa hồng ân thánh chức linh mục hôm nay. Kính thưa quý khán giả, vườn hoa ơn gọi của giáo hội nói chung, của hội dòng Đạo Binh Chúa Kitô nói riêng, một cách đặc biệt của Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Atlanta, Georgia đã trổ một bông hoa thánh hiến tươi đẹp tỏa hương thơm cho đời và cho người. Lúc 2 giờ chiều ngày thứ Bảy 29 tháng 5 năm 2021, Đức cha Bela Lessinger, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Atlanta, Georgia, chủ sự thánh lễ truyền chức linh mục cho hai thầy phó tế thuộc hội dòng Đạo Binh Chúa Kitô, trong đó có thầy phó tế Giuse Phạm Kim Vinh, là con của ông bà Giuse Phạm Văn Quyết Điệp, chủ nguyện trung ương chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình. Cùng đồng tế với đức cha có quý cha và đặc biệt có cha xứ Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Atlanta, Francisco Xavier Trần Quốc Tuấn. Hiện diện trong thánh lễ hôm nay còn có quý tu sĩ nam nữ, quý họ hàng thân tộc và cộng đoàn dân Chúa. Lúc 11:30, Chúa Nhật ngày 30 tháng 5 năm 21, thánh lễ mở tay của Tân Linh Mục Giuse Phạm Kim Vinh được cử hành tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Atlanta. Sau đây xin quý vị theo dõi những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được. Anh chị Chí Hiếu và Phương Anh đến từ Orlando, Florida chia sẻ cảm nhận về thánh lễ truyền chức Linh Mục. Mọi người có một ơn gọi, đặc biệt cái ơn gọi làm con Chúa, sau là ơn gọi trong gia đình. Ngày hôm nay, Tân Linh Mục Vinh, con của anh chị, ông bà cố Quyết Điệp, cũng là trong chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình. Chúng em rất cảm động được tham dự thánh lễ truyền chức hôm nay. Đó là một hồng ân Chúa ban cho tất cả, và đặc biệt là hồng ân Chúa bao la, tuôn đổ sướng chan hòa, tuy tay con nhỏ bé, bao nhiêu cũng không vừa. Cảm tạ Chúa đã ban cho một người con của anh chị Quyết Điệp trong chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình hôm nay đã là nhận được thiên chức linh mục. Cảm tạ Chúa đã ban cho giáo hội thêm một linh mục để làm việc cho cánh đồng truyền giáo trên toàn thế giới. Sơ Anna Paul Phạm Khánh Vân thuộc nữ tu Đa Minh tỉnh dòng Đức Maria Vô Nhiễm Houston, Texas rất xúc động chia sẻ về người em ruột được lãnh nhận hồng ân thánh chức. Xin sơ có thể cho khán giả được biết cái cảm nghĩ người em của mình. Là một tử nhân lành, thì nhờ đó em của con có thể sống gần và có thể chiếu rạng người khuôn mặt của Chúa Giêsu cho thế giới, đặc biệt cho giới trẻ. Thì em con rất là yêu quý giới trẻ. Thì con cũng xin, con rất là cảm động trong thánh lễ chịu chức, đặc biệt trong phần mà kinh cầu các thánh. Con cảm thấy đây là việc Chúa đã mời gọi từ ngàn xưa, và chính Chúa và ân sủng của Ngài là đã tác động, đã mời gọi và sẽ tiếp tục duy trì và bảo vệ ơn gọi của Chúa, linh mục của Chúa. Thì con cảm thấy hạnh phúc, con cảm thấy bình an, là đây là việc của Chúa và Chúa là người sẽ gìn giữ, và các thánh và tất cả mọi người cùng hiệp ý, cùng cầu nguyện để cho em của con tiếp tục sống trọn vẹn trung thành với ơn gọi trước linh mục mà Chúa đã trao ban đến muôn đời. Linh mục chính sứ Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Atlanta Francisco Xavier Trần Quốc Tuấn tóm ý của đức cha chủ tế thánh lễ truyền chức kêu gọi dân Chúa. Là anh chị em muốn yêu thương linh mục mà yêu thương cho đúng cách đó, thì phải lưu ý mấy cái điểm sau đây. Cái điểm thứ nhất đó là hãy cầu nguyện cho các linh mục, bởi vì linh mục cần cái lời cầu nguyện lắm. Bởi vì sứ vụ và trách nhiệm rất là nặng. Mà như Thánh Phaolô nói rằng quý lắm. Nhưng mà
được đựng ở trong cái bình sành rất là dễ vỡ. Cho nên xin quý ông bà và anh chị em hãy tiếp tục cầu nguyện cho thân linh mục. Cha Vinh là người thứ năm chịu chức linh mục từ cái cộng đoàn này ra. Cho nên trong cái tâm tình đó cảm ơn hết tất cả mọi người. Rồi cách riêng là giáo xứ đã cầu nguyện. Rồi được ngày hôm nay chúng ta có cái niềm vui, chúng ta có cái sự chia sẻ với ông bà cố và gia đình cái buổi lễ ngày hôm nay. Cho nên trước đây đã có 4 cha học cho Tổng Giáo phận Atlanta từ cộng đoàn này ra. Hôm nay thì cha Vinh là người thứ năm, nhưng mà sẽ phục vụ cho giáo hội, nhưng mà với cách riêng là cho dòng đạo binh Chúa Kitô. Chính trong tâm tình đó xin thông báo với tất cả mọi người cái niềm vui, cái niềm hân hoan đó, và mong rằng chúng ta còn có những ơn gọi trong những tháng ngày sắp tới. Tân linh mục Giuse Phạm Kim Vinh có đôi lời cảm ơn đến quý cha, quý tu sĩ nam nữ, họ hàng thân tộc, cộng đoàn dân Chúa, và một cách đặc biệt tri ân đến song thân. Chứ có nghĩa là gì? Nhưng con biết chắc một điều là ba mẹ con lúc nào cũng cố thức khuya dậy sớm làm việc nuôi con, cố nhẫn nhịn khi con bướng bỉnh, cố giữ mồm miệng khi gặp trái ý. Con còn rất nhiều điều để nói, nhiều tâm tư để giã bày, nhưng thời gian không có cho phép. Con xin mang tâm tình biết ơn ấy vào trong các thánh lễ con dâng Chúa hàng ngày trong cuộc đời tận hiến của con. Đây là khăn con lau tay bằng dầu thánh hôm qua, và Đức Giám Mục lau trên tay của con. Con dùng cái khăn này để mà giữ cái dầu thánh đó. Con tính tặng cho mẹ của con, mà trước khi con tặng, mẹ con xin con. Mẹ con xin con để mà dùng, để mà cầu nguyện cho con. Vì mẹ xin con sẽ không cho mẹ vì lý do đó. Lý do mà con muốn tặng cho mẹ là lý do thay vì để mà mẹ nhớ cầu nguyện cho con biết là mẹ sẽ cầu nguyện cho con. Con mong rằng khi ba mẹ chết, về nước thiên đàng, mẹ mang cái khăn này, ba mang cái khăn này tới Chúa mà nói: lạy Chúa, bao nhiêu năm trong đời sống gia đình của con khó khăn, cực khổ, con nuôi được cho Chúa 7 người con. Trong 7 người con đó, con nhận được cho Chúa 2 người sống thận hiến và 1 người linh mục. Con tặng cho mẹ món quà này để một cái khăn lau tay của con. Lý do là tại vì mẹ dâng cho con 2 bàn tay này. Con tặng cho ba cái khăn này mà con sẽ giải tội lần đầu tiên. Lý do là tại vì ba cái sự nặng nề trong gia đình của con là ba đều sự khó khăn, làm sớm về trễ luôn luôn là ba. Con tặng cho ba mẹ 2 món quà này để mà ba mẹ khi về nước thiên đàng, con mong rằng ba mẹ đưa lại cho Chúa cái đứa con mà ba mẹ đang đưa lại cho Chúa ngay bây giờ. Con cảm ơn ba mẹ. Gia đình Tân Linh Mộc cùng với cộng đoàn dân Chúa khắp nơi quy tụ về đây cùng chia sẻ niềm vui vì giáo hội có thêm 2 Tân Linh Mộc, những mộc tử được Đức Kitô sức dầu thánh hiến và sai đi để mang tin vui nước trời cho nhân loại và để cộng tác xây dựng giáo hội là thân mình Chúa Kitô. Trước khi lãnh nhận phép lành đầu tay của các Tân Linh Mộc,
Trong niềm vui tạ ơn, họ một lần nữa chúc tụng Thiên Chúa và cầu chúc các tân linh mục luôn là những vị mục tử tốt lành theo gương Chúa Giêsu, vị mục tử nhân lành của Đức Chúa Cha. Tôi Bùi Văn Bằng ghi nhận và tường trình cho đài tại Giáo xứ các Thánh Tử đạo Việt Nam Atlanta. Nam Anh xin kính chào quý vị. Hôm nay chủ nhật 6 tháng 6 năm 2021 đến với VATV sáng nay gồm có phóng sự cộng đồng và tin y học. Để mở đầu, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi phóng sự lễ truyền chức cho hai thầy phó tế thuộc dòng Đạo Binh Chúa Kitô ngày 29 tháng 5 và lễ mở tay của Tân Linh Mục ngày 30 tháng 5 năm 2021 tại Giáo xứ các Thánh Tử đạo Việt Nam Atlanta. Chương trình do Bùi Văn Bằng thực hiện. Thank you.